71 năm 2003 sinh nhật của vợ. Giờ đi mua đồ phải đi vợ. Anh thấy vợ buồn quá. Năm nay sinh nhật mà buồn quá. Buồn quá. Nhưng vợ buồn đi. Quá mà đau rồi. Năm nay sinh nhật không có vợ. Năm nay sinh nhật không có vợ buồn thiệt. Đau đớn không ai đau đớn bằng tôi, quá đà đạo hả. Ngay đi. Dạ. Quá đau hả. Vậy mình quên kịp bây giờ rồi. Năm nay là năm đầu tiên không có vợ bên cạnh, quá là đau khổ đối với tôi. Quá đau khổ. Đau quá mà con. Đau quá. Đau thì có đau. Quá đau. Không có lời nào mà tả Hà Nội. Nguyên cả cuộc đời như vậy. Nguyên cả cuộc đời như vợ. Vì con mất vợ là như nguyên cả cuộc đời mình đó. Rất là đau khổ. Đau khổ quá. Quá đau thiệt. Muốn giờ lại bánh nào bị xê mua bánh kem cho vợ. Quá đau. Thì đến đây nè. Lấy tiền bên đây nè. Quá đau thiệt. Quá đau thiệt là động đau. Nè, mày quay mày bẻ cắt khúc cái kỳ vậy? Sếp thì nói chuyện em đâu dám hỏi sếp đâu. Hỏi sếp gì mày cứ quay mày cắt khúc được tao. Cái nãy mày quay đằng trước rồi quay điếc tao là gì à? Bây giờ mày thôi bây giờ không cần mày không vô để tao mày đứng đây mày quay thôi. Quay sếp đi vô cái trong rồi. Mày ngồi xe, mày ngồi xe. Tao đem máy để ấy rồi. Rồi hiểu rồi. Mày quay xe, mày quay ít ít thôi mày quay nữa má. Tao ấy là biết tao đưa ngón tay là mày hiểu là cúp nha. Ok. Chứ tao đưa ngón tay là cúp rồi quay nữa. Rồi. Rồi okay. Bây giờ mày đứng đây mày nói với anh Hải đi vô mua bánh kem cho vợ ngồi đây thôi tao ra được rồi. Dạ rồi. Dạ sếp đi. Rồi, quay nè. Bây giờ kính thưa quý anh chị cô, quý anh chú cô bé, hôm nay là sinh nhật vợ hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Anh ấy đau buồn lơi rơi rất là nhiều. Hiện tại anh đã đi vào tiệm bánh kem để mua bánh kem về nhà tặng cho vợ mình. Một cảnh tượng rất là buồn đau nha quý anh chị cô bé.
nhiên cho vợ. Buồn sinh nhật này mãi. Sao có buồn sinh nhật nào mà buồn đêm giống. Quá buồn rồi. Không buồn sinh nhật nào buồn năm nay. À, anh Hải bây giờ đi về ấy vợ. Mua bánh rồi về, về cúng vợ, hôm nay sinh nhật vợ. Thì rất là buồn, rất là đau rồi. Rất là đau khổ. Dịch năm nay thiếu vợ. Đi lên trưa nay là ăn lên đình, tối nay lên đình với vợ con, với gia đình, kiếm các gia đình khác. Bây giờ mà anh phải gì, chắc là đau đớn quá. Đau đớn thiệt. Thấy đau đớn quá thì giờ phải về. Đau đớn. Không có năm nay mà buồn. Năm nào buồn đến năm nay. Quá đau. Quá đau à. Quá đau à. Đau đớn quá à. Đây. Quá đau đớn được. Năm nay sẽ buồn quá. Rất là đau. Đau khổ được. Hai đứa con anh cũng theo em luôn anh đây. Không hai đứa con anh theo. Thì quá đau, không có gì hai đứa con mà anh cũng theo em luôn. Giờ đáng lo hai đứa con. Đáng lo hai đứa con rồi. Thế kêu gì cả. Nghe nó xe kêu gì không? Hay nó kén gì? Không có đâu, cứ nghe kịch 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 kịch, không phải kén. Chứ gì? Hết kêu không? Hết rồi. Buồn ghê kìa. Đau đớn. Giờ phải về cúng vợ. Hôm nay buồn quá. Xấu cậu sao nó xui chứ. Con xấu cậu nó xui quá là xui. Nó xấu xui quá rồi. Gia đình mở cửa chị em. Con xấu nó xui quá. Tôi cả cuộc đời tôi mà vợ mất kìa.
quá. Vợ ơi, chồng thương vợ lắm. Để lấy sao rồi đây? Anh nhắc để... cái miếng ở dưới á. Nè. Cái miếng ở dưới cùng anh xé đại hùng nó đây, ừ nhắc nó lên. Cho dùng rớt nó xé. Đúng rồi. Từ từ. Đúng rồi. Rồi. Vợ yêu ơi, chồng thương vợ lắm. Năm nay không có cái quà, năm nay anh không được cái quà chị em. Anh thật đau. Năm nay sinh nhật của em ngày 7/1 năm 2023. Mà em là sinh nhật của em, ngày sinh của em là ngày 7/1 năm 81, hôm nay là ngày 7/1 năm 23. Sinh nhật của em mà không có em bên cạnh. Buồn quá. Em ăn bánh kem uống nước nha. Hồi nãy có Len, bạn của em đến cận. Bánh kem cho em. Buồn quá Len, đau quá. Nhức nhối chứ. Đau buồn quá. Sinh nhật năm nay mà không có em bên cạnh. Đau buồn thì là đau. Vợ yêu ơi, em mở bánh kem. Uống nước, sinh nhật em mà không có em bên cạnh. Anh rất là đau. Chắc cũng đẹp lắm. Chồng thương vợ dữ lắm em ơi, không có năm nay mà buồn lắm, không năm nay nào mà buồn như năm nay, không năm nay buồn như năm nay. Quá là đau khổ lắm vợ yêu ơi. Bây giờ anh phải lên mẫu của em. Bây giờ anh phải lên mẫu em. Đây, lên mẫu. Giờ anh lên mẫu của em nha. Lên mẫu thăm mẫu em. Rồi. Vậy là nó mẫu của em rồi. Bây giờ lên thăm mẫu của vợ yêu. Lên mẫu yêu. Bây giờ tôi đi xuống mua bông, mua trái cây cúng cho vợ, nay ngày sinh nhật của vợ. Ngày 7/1 năm 2023 sinh nhật của vợ.
Kính thưa quý anh chị, cô chú, hiện tại sĩ Nguyễn Hải đang mua bông và hoa quả để đến mộ của vợ anh ấy. Mua bông cho vợ rồi vợ bắt đầu đi lên cúng vợ, nay sinh nhật của vợ. Mình phải thương vợ vừa lắm vợ ơi. Giờ gần đến mà phần mộ của vợ rồi, rất là buồn, còn 8 cây số nữa đến phần mộ của vợ và rất là đau khổ. Ngày nay ngày sinh nhật của vợ, năm nay không được tặng quà cho vợ rồi, năm nay không được tặng quà cho vợ, rất là đau, rất là đau. Bạn bè ơi, vợ bị ba căn bệnh hiểm nghèo, buồn ghê, rất là đau khổ. Không có năm nay, năm nào đau khổ hơn năm nay. Năm đầu tiên sinh nhật vợ mà không có vợ bên cạnh, không được tặng quà cho vợ, mà không được đi ăn uống với gia đình, với các gia đình khác, bốn gia đình nữa, rất là đau, buồn quá vợ ơi, rất là đau khổ. Công viên qua viên nghĩ tên nghe phần mộ của vợ, nhà vợ ở đây, phần mộ của vợ, buồn quá, đau quá bà con ơi, đau thiệt, đau. Hôm nay đến qua viên nghĩ tên của Bình Dương rồi, rất là đau, rất là đau lòng rồi bà con. Bác ơi, tôi rất đau, giờ đi vô ngày sinh nhật vợ mà đi vô lên mã vợ, phần mộ của vợ thì đau quá, rất là đau khổ, đau khổ và tôi quá đi. Không có sinh nhật nào năm nào như năm 2023 này, sinh nhật của vợ mà tôi phải vậy, bà con phải thấy không, quá đau buồn rồi, biết mấy số nữa vợ ơi, biết mấy số nữa, số con nó vậy rồi, tôi quá là đau, quá là đau bà con ơi, bị số vợ nữa, đau quá, đau, đau khổ quá là vợ ơi, đau khổ quá vợ ơi, lên đây là anh muốn xỉu quá, lên đây muốn xỉu vợ, muốn xỉu vợ, vợ ơi vợ. Quá đau buồn, quá đau khổ vậy, quá đau khổ, quá đau khổ. Bên này gặp vợ. Đây qua cắm. Sao? Cắm vô cái chậu này xem. Qua đâu rồi. Quá đau khổ vậy. Năm nay anh không được mua quà sinh nhật của em, anh không được mua mua đồ tặng cho em. Năm rồi anh tặng Big 3 xem 3 cho em. Em chưa chạy hết lưu đài mà em đi rồi. Em bỏ anh em đi rồi. Buồn quá. Quá buồn rồi. Con hỏi cắm ở đây đây. Dạ. Để gì luôn hay sao? Bứt cái bọc ra. Bứt hay là ấy? Xé bọc ra, xé ra đi. Rồi. Rồi. Sắp cắm vô chậu đi. Cái gì? Sắp cắm vô chậu đi. Cắm chậu đi thôi. Dạ.
Thấy đây thầy ra. Buồn quá vợ vô ơi. Năm nay không được tặng quà cho em. Năm rồi anh tặng bích xịp ba cho em chết rồi. Có sao? Sao kỳ vậy? Dạ. Vậy mới đúng rồi. Dạ. Năm nay không được tặng quà cho em, anh buồn quá. Năm nay không được tặng quà cho em. Buồn quá vợ yêu ơi. Năm nay không được tặng quà. Hôm nay chỉ cần bánh, tặng bánh kem cho em với bông hoa. Quá đau nhiều rồi. Giờ nếu mà sao từ lúc mà vợ mất á, từ lúc vợ mất anh không có gặp em. Em cho anh gặp em đi, có gì em nói cho anh biết. Kể cho anh biết em có bị chết quen hay không. Thấy người mất quen hay không. Em báo cho anh biết. Em báo cho anh biết em có bị mất quen hay không. Em về em cho anh gặp em coi. Nếu mà em về em gặp anh, em cho anh gặp em một lần. Từ lúc em mất giờ anh chưa gặp em gì hết. Sắp đợi đi, tí lấy sao tí nha. Nè. Quá đau rồi. Vợ yêu ơi, từ ngày em mất đến giờ em không cho anh thấy em. Em về em giờ cho anh gặp em, anh biết cho anh có ăn ngủ không được. Em đau khổ lắm rồi. Em đau khổ rồi. Đúng rồi. Rồi vậy rồi. Em cho anh gặp em. Từ lúc về mắt giờ anh chưa thấy em. Em có bị mắc quen không? Chết quen rồi nói anh. Yeah. Rồi, lên.